chào cả nhà. Hiện tại thì Kiều Anh đang có mặt tại trung tâm thương mại Vincom, mà cụ thể ở đây là siêu thị Vinmart. Và không biết rằng là trong những ngày Giáng sinh sắp tới đây thì siêu thị Vinmart sẽ có những cái mặt hàng nào đa dạng, những cái loại hàng hóa như thế nào, thì bây giờ xin mời cả nhà chúng ta sẽ cùng khám phá nhé. Bên trong của Vinmart là chúng ta sẽ thấy có một cái bảng hiệu khuyến mãi và ưu đãi. Để cho anh xem thử là có, tính ra cũng có khá nhiều loại đúng không ạ? Đặc biệt là có trái cây nè, hàng trái cây ở phía trên nè, giảm giá rất là nhiều nè, sữa rồi nước giải khát. Rồi bên cạnh đó là có một số những mặt hàng sử dụng cho gia đình. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bên trong để xem cụ thể như thế nào nhé. Bây giờ thì mình sẽ phải dùng cái xe đẩy này để có thể đi mua sắm một số những mặt hàng ở nơi này. Đó, bây giờ trước mặt của Kiều Anh đó là rất là nhiều những mặt hàng trái cây. Hồi lúc nãy thì chúng ta cũng đã xem qua cái bảng khuyến mãi và giảm giá đúng không ạ? Bây giờ thì mình sẽ coi thử trái cây như thế nào ha. Ở đây thì chúng ta sẽ có các loại nho nè, nho đen Mỹ, rồi nho xanh không hạt. Nhìn rất là ngon đúng không ạ? Và giá cũng đã giảm đi, nhiều rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục bắt đầu mua sắm ha. Táo, lê Hàn Quốc. Không biết là lê Hàn Quốc này có ngon không? Mà mình nghĩ là chắc cũng ngon đây. Để mình mua thử một quả lê Hàn Quốc về ăn nha. Nhìn có vẻ hấp dẫn đó. Tới 89.000 một ký. Lê Hàn Quốc là 89.000 là một ký. Bây giờ thì mình sẽ lựa một quả để về ăn thử, coi thử lê Hàn Quốc ngon như thế nào ha. Tính ra một quả lê Hàn Quốc này cũng bự đúng không cả nhà? Bự quá ha. Để mình lựa quả nào ngon ngon. Rồi, lựa một quả lê Hàn Quốc. Nhưng mà cái màu nào nó tươi tươi một chút. Lấy quả này đi, màu có vẻ tươi hơn. Rồi, lát nữa mình sẽ qua chỗ kia mình cân ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục. Bên này là táo nè, các bạn thấy có rất là nhiều loại táo. Táo của Ba Lan có, táo Hàn Quốc có, rồi táo Pháp cũng có nữa. Bên này thì có cam vàng Úc với lại là táo Pháp. Con giúp coi quả lê này là bao nhiêu. Và trời ơi, nhìn đu đủ ngon quá. Đu đủ vàng nè, mình lại thích ăn đu đủ vàng. Mình sẽ mua thêm nửa miếng đu đủ vàng này. Đu đủ ruột vàng này nhìn rất là ngon đúng không cả nhà? Đây, mình sẽ lấy cái miếng này. Ăn nhiều trái cây. Dạ, cảm ơn chị. Quả này là nửa ký, 46.000. Ôi, một quả lê này không mà 46.000 luôn. Hy vọng là nó sẽ ngon. Rồi bây giờ thì tụi anh sẽ tiếp tục. Bây giờ là mình sẽ đi qua gian hàng rau. Rau ở nhà mình thì cũng có nhiều rồi, nhưng mà mình sẽ dự định là mua thêm xà lách để về ăn với ăn rau sống. Đây, xà lách đây, xà lách đây. Phía bên này là xà lách sạch. Và mình sẽ dự định mua thêm dưa leo nữa. Xà lách hay cả nhà. Xà lách thì cũng có nhiều loại đó. Xà lách romaine, rồi xà lách lò xo, la lo. Đó, có nhiều loại xà lách. Rồi bây giờ thì mình lấy cái loại xà lách này đi. Mình coi thử cái
bì nào được. Này là hơi ấy. Thôi lấy cái này đi. Lát nữa lại ra căng tiếp. À, ngay phía bên này là chúng ta sẽ thấy có gian hàng thịt nè. Bên này là gian hàng hải sản. Bây giờ gian hàng bên này là gian hàng tươi sống. Để cho anh xem thử mình sẽ mua cá nào ha. Mình sẽ mua lườn cá hồi đi. Nhìn ngon quá. Sẽ mua lườn cá hồi. Yeah, lườn cá hồi sẽ có rất là nhiều chất dinh dưỡng. Để gian hàng cá. Ở trên này thì có một số các loại gia vị như là bột chiên gà giòn, bột chiên hải sản. Chị Anh đang suy nghĩ thử là nhà mình có thịt gà thì mình có nên mua bột chiên gà giòn không ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Ở đây thì cũng có một số các loại gia vị. Ở đây là gian hàng bánh nè, bánh mì. Để mình xem thử là mình sẽ mua thêm bánh mì gì để ăn những cái bữa ăn phụ. Bởi vì dạo này mình cũng thường hay đói bụng. Để mình coi thử có bánh nào. Bánh chocolate. Bánh nha, cả nhà. Nhiều loại bánh. Đối diện với gian hàng bánh là gian hàng các loại như là có củ lan nè, bí nè. Bây giờ thì mình đang lựa để mà mua củ lan. Mình rất là thích ăn củ lan nấu. Cái quả này tròn tròn cũng được nè. Củ lan. Rồi, cái này thì lát nữa để ra ngoài kia căng. Giờ Kiều Anh đang đi tìm chỗ bán dưa leo với lại là hành tây. Bước. Rồi, mình đã thấy dưa leo rồi ở phía trong này. Bây giờ thì Kiều Anh sẽ lấy dưa leo. Ồ, ở trong đây là các loại loại rau như là dưa leo nè, cà chua bi nè. Rồi là măng tây nè, măng tây ăn cũng rất là tốt. Đậu bắp nữa, giá nữa. Giá đỗ, chứng nhận Việt Gáp. Đây. Lấy cái này cũng được. Rồi đối diện với gian hàng mà chúng ta mua dưa leo thì có các loại gạo ở đây nha cả nhà. Rất là đa dạng. Rồi ở phía bên này là chúng ta sẽ mua hành tỏi nè, hành tây nè. Bây giờ Kiều Anh sẽ lấy hành tây, một ít hành tây. Rồi con sẽ lấy một túi hành tây. Đây, hành lý sơn. Hành lý sơn nha. Và một bịch tỏi. Cũng tỏi củ lý sơn luôn. Bây giờ thì mình sẽ lấy một ít rau thơm. Bởi vì ở nhà mình dự định mình sẽ nấu món gà.
gà xé trộn với rau, trộn với hành tây. Trời ơi, rất là hấp dẫn. Rồi. Ok. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục để về trộn với cái này nè. À, để tăng cái này luôn. Này không cần tăng hả chị? Dạ. Ủa, cái này có tăng. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi mua sữa chua. Rồi, ôi, bây giờ tụi anh sẽ lựa chọn sữa chua nếp cẩm. À, được tặng thêm một cái hũ Probi nữa. Yeah, sữa chua nếp cẩm. Anh sẽ dùng 31 tháng 12. Cái này chúng ta sẽ phải ăn nhanh. À, sử dụng là chỉ đến 31 tháng 12. Dịp cuối năm chắc chắn là mọi người sẽ rất là thích mua các loại là bánh kẹo. Ở đây là mình thấy có đa dạng nè, rất là nhiều những loại bánh kẹo, rồi bánh phồng tôm snack. Rồi chúng ta sẽ thấy là không khí Giáng sinh, không khí Tết đang tràn về, đúng không ạ? Thấy là rất là nhiều những cái loại bánh kẹo nè. Rồi phía bên này là có bánh, phía bên này là snack. Rồi những cái phía trước là những cái gói quà Tết để đáp ứng được rất là nhiều những cái nhu cầu của mọi người. Thẻ thành viên. Bây giờ là tụi anh đang chờ để mà thanh toán tiền những cái mặt hàng mà mình đã mua. Những ai mà đi siêu thị Vinmart thì mình nghĩ là nên làm một cái thẻ thành viên như thế này thì rất là có lợi đó. Chúng ta sẽ được tích lũy điểm và sau đó thì chúng ta sẽ được trừ tiền vào trong những cái sản phẩm mà mình mua. Như vậy là dạ. Như vậy là tụi anh đã mua sắm xong tại siêu thị Vinmart. Bây giờ thì mình sẽ ra ngoài đây để xem thử ngày hôm nay mình có được may mắn hay không. Nghe nói là có bốc thăm trúng thưởng gì đó. Đây là quầy dịch vụ. Ở đây là bốc thăm trúng thưởng hả anh? Ở đây thì chúng ta cũng có thể là gửi hàng về. Như vậy là sau khi ra ngoài dịch vụ lấy thông tin thì bây giờ là tụi anh đã vừa mới viết xong phiếu bốc thăm. Hy vọng là mình sẽ được may mắn trong ngày năm mới. Ngày bốc thăm sẽ là ngày 1/1/2020. Giờ tụi anh sẽ bỏ vào trong cái thùng này nha. Rồi phần này thì mình sẽ giữ lại, khi nào được trúng thưởng thì người ta sẽ liên hệ. Bây giờ cũng đã tầm khoảng 10 giờ hơn rồi, không khí bây giờ cũng sẽ nhộn nhịp hẳn lên.
Các gian hàng ở phía dưới cũng đã mở cửa. Thông thường ở những gian hàng ở phía dưới là khoảng 9 giờ 30 mới mở cửa hoạt động. Và những gian hàng ở trên phía trên cũng vậy. Vâng, như vậy là Kiều Anh cũng đã dành thời gian để đi mua sắm trong dịp cuối tuần và cũng là dịp Giáng sinh sắp tới. Và Kiều Anh hy vọng rằng là những ai có nhu cầu mua sắm thì chúng ta có thể đến với Vinmart, một nơi rất là đáng tin cậy để chúng ta mua sắm cho mọi người trong gia đình những món quà, những món đồ dùng phục vụ cho những ngày cuối năm này cũng như là phục vụ cho dịp năm mới. Và thông qua video này thì Kiều Anh cũng xin được kính chúc cho cả nhà chúng ta sẽ có những ngày cuối năm thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình người thân, và chúng ta sẽ có những ngày trong năm mới thật là nhiều niềm vui nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo. Xin cảm ơn.